cơ sở cách mạng đầu tiên được xây dựng ở Sản Xuất Vận. Cách mạng là cũng đi. Vận động thì cũng đi. Nếu còn trẻ lắm, còn trẻ lắm. Chi bộ đầu tiên chỉ có 5 đảng viên, nhưng từ chi bộ này đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Quản Bạ. Mỗi giai đoạn, Đảng bộ huyện thực hiện nhiệm vụ trọng tâm khác nhau, nhưng tất cả đều vì mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân. Đến năm 2025 thì thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, tiếp tục giữ vững biên giới, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã trải qua 19 nhiệm kỳ đại hội. Trong suốt chiều dài lịch sử, Quản Bạ đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, giành thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Năm 1944, Ban Việt Minh Cao Bắc Lạng cử cán bộ đến xây dựng cơ sở cách mạng ở xã Nghĩa Thuận. Bắt đầu từ đây, phong trào cách mạng đã từng bước phát triển ở vùng Quản Bạ. Bộ đầu tiên mình cũng là thành lập rất là ở khu Nghĩa Thuận này rồi. Không, mà chỉ có cái nhà này thôi. Cái nhà này. Chỉ có mỗi cái nhà này, còn cái nhà này. Hội đồng dân, ủy ban dân, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể là đúng một cái nhà này. Tháng 5 năm 1948, chi bộ đảng đầu tiên của vùng Quản Bạ được thành lập. Chi bộ lúc này thuộc huyện Vị Xuyên. Dưới sự lãnh đạo của đảng, phong trào cách mạng đã từng bước được phát triển. Đến năm 1950, chi bộ Quản Bạ tách thành 6 chi bộ với 22 đảng viên. Ngày 15 tháng 12 năm 1962, Hội đồng Chính phủ đã ban hành quyết định số 211 thành lập huyện Quản Bạ trên cơ sở tách ra từ huyện Vị Xuyên. Từ đây, Quản Bạ chính thức có tên trên bản đồ đơn vị hành chính và là một huyện của tỉnh Hà Giang. Đến tháng 9 năm 1963, huyện có 13 xã với 2.652 hộ và 14.892 nhân khẩu. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, Đảng bộ huyện đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm khác nhau. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ thì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, rồi đặc biệt là thực hiện chương trình của tỉnh, tức là đại công trường, cho nên là tập trung vào phát triển giao thông, điện, đường, trường, trạm. Những chủ trương đúng và chúng được triển khai, huyện Quản Bạ đã từng bước được phát triển. Quay trở lại cái nôi đầu tiên của Đảng bộ huyện, xã Nghĩa Thuận giờ cũng đang có một diện mạo mới. Bây giờ là có đường bê tông đi khắp bản, khắp xóm rồi. Đấy, dần dần là có thể là mình đi làm nương làm ấy cũng có mở đường bê tông thì coi như bà con thì cũng không phải là lăn tăn rồi. Công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thì được nâng lên rõ rệt, bà con nhân dân cũng đảm bảo. Và trung bình mỗi hộ, một hộ dân là có từ 2 con trâu bò trở lên và cũng có phương tiện xe máy là đến chiếm đến 80% là các hộ gia đình đều có cái xe máy đi lại trên xã, và cái tỷ lệ hộ nghèo thì giảm xuống rõ rệt. Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử, huyện Quản Bạ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên xây dựng cuộc sống mới trên vùng đá. Với quyết tâm khai thác hiệu quả tiềm năng, huyện đã ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Những vùng rau hoa, dược liệu, vùng thâm canh cây lương thực, cây ăn quả đặc sản và chè san tuyết đã được quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung. Các địa phương đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh, tăng vụ nhằm nâng cao giá trị thu được trên mỗi diện tích đất canh tác. Đối với các hộ mà đã thực hiện cải tạo vườn tạp này thì đã có thay đổi rất nhiều trong cái phát triển kinh tế của gia đình, đặc biệt cái thu nhập đã đem lại cho họ và họ hứng khởi và muốn phát triển. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu định hướng, Quản Bạ giờ đã quy hoạch và hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa có quy mô trên 1.000 hectare gắn với thị trường tiêu thụ ổn định tại các xã Quyết Tiến, Tam Sơn, Quản Bạ, Tùng Vài. Những vùng sản xuất rau hoa trái vụ của huyện đã cho thu nhập 200 triệu đến 500 triệu đồng một hectare. Ban đầu thì cũng bỏ ra nhiều chi phí lắm, nhưng mà cũng
sau đó là cũng có thu hoạch có hiệu quả thì cũng kéo lại được những cái vốn đầu tư mình về hết lại có lãi rồi. Cái vụ chính là được 80 triệu, còn các cái vụ phụ thì được 2-30 triệu đấy. Còn tổng cả năm thì nó được khoảng tầm 120. Quyết định chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ tự cung, tự cấp sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa với những cây đặc sản, lợi thế là chìa khóa để người dân nâng cao thu nhập. Quản Bạ, huyện cửa ngõ của vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn vẫn được ví như một Đà Lạt thu nhỏ. Theo đó, huyện cũng chú trọng đến phát triển du lịch, bởi đây là một trong những tiềm năng lớn cần được khai thác. Và các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp cho huyện khai thác được tiềm năng đó. Huyện đã tạo cơ chế thông thoáng và đồng hành cùng các doanh nghiệp. Lãnh đạo huyện Quản Bạ đã cử riêng một đồng chí phó chủ tịch theo dõi cái dự án này và cùng với tôi đi vào tận từng thôn bản, những nhà có đất ở đây để vận động người dân, phân tích cho người dân biết được những cái mặt có lợi khi mà bán cái đất này cho đơn vị để thực hiện cái dự án phát triển du lịch này. Ngoài cái việc thu được nguồn kinh phí ngay để cho người dân giải quyết cái việc giải quyết khó khăn tạm thời trước mắt, thì mỗi một người dân mà có diện tích đất mà chúng tôi mua lại sẽ được chúng tôi ưu tiên để tuyển dụng con cháu vào làm việc tại cái khu nghỉ dưỡng sau khi hoàn thành. Khu nghỉ dưỡng Hơ Mông Vi Rích có diện tích 20 hectare thuộc xã Đồng Hà. Để có được diện tích rộng lớn như thế này là cả quá trình đồng hành cùng công ty vận động, tuyên truyền nhân dân giao đất để thực hiện dự án. Những cơ chế thông thoáng đã giúp cho huyện khơi thông được những khó khăn, phát triển được các dịch vụ du lịch. Những khu dân cư kiểu mẫu đã và đang tiếp tục được xây dựng. Đó chính là điểm nhấn để tạo ra nét riêng có của Quản Bạ. Những người dân đều đang hào hứng với sự thay đổi của thôn xóm. Khu dân cư kiểu mẫu, phố Lổ Phìn của xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ là một ví dụ điển hình. Những hàng rào xanh, những ngôi nhà sạch sẽ. Người dân ở đây đã tự có ý thức để xóm trở thành nơi đáng sống. Khách du lịch rồi thì khách qua đây cũng nhìn thì cũng ngó xem là cũng người ta cũng khen đấy. Người ta cũng khen là cái hàng xóm này là làm cái quy hoạch như thế này là tốt. Đường là nó có cái đường bê tông nhà nước hỗ trợ nữa. Làm cho nó cái đường nó sạch sẽ. Doanh thu từ du lịch đang tăng trưởng nhanh. Những lợi thế tiềm năng được khơi dậy từ những quyển sách đúng đắn của Đảng bộ. Giai đoạn từ năm 2017 đến nay, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá. 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm. 100% các thôn bản có đường đi được xe cơ giới đến trung tâm. Mạng lưới điện nông thôn ngày càng phát triển. Hiện toàn huyện đã có trên 95% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Những nếp sống văn minh được xây dựng, các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu được tuyên truyền loại bỏ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tôi đã cụ thể hóa bằng các cái chương trình của Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng thời thì chỉ đạo chính quyền các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc để làm sao đảm bảo các cái chương trình này, các cái nghị quyết này phải thực sự đi vào cuộc sống, phải được người dân đồng thuận và được người dân cùng tổ chức thực hiện, thực thắng lợi các cái nhiệm vụ về kinh tế xã hội cũng như là quốc phòng an ninh trên địa bàn. Các cấp các ngành xây dựng các chương trình hành động và từ những chương trình hành động đó đã tạo nên một sức sống mới cho Quản Bạ. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm còn 53,04%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng. An sinh xã hội được đảm bảo. Huyện đã hỗ trợ xây dựng được 468 căn nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được xây dựng củng cố vững mạnh. Đảng bộ huyện Quản Bạ đang tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới để phát triển. Đến năm 2025 thì tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ,
đẩy nhanh phát triển du lịch, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp đặc trưng theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc các dân tộc. Từ một chi bộ đảng đầu tiên với 5 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Quản Bạ đã có 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 187 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 4.136 đảng viên. Lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền được nâng lên. 60 năm xây dựng và phát triển, Quản Bạ đã vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo cho những nỗ lực của huyện. Và đây sẽ là tiền đề để Quản Bạ ngày càng phát triển, xây dựng cuộc sống văn minh, ấm no hạnh phúc trên vùng đá.